Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Đã quay trở lại với video của mình. Và hôm nay đám cưới bàn lợi mọi người nhá, để chuẩn bị công tác nhà trai đi đón dâu. Và mọi người nhớ đón xem hết video nhá. Đây, công tác đang chuẩn bị đi đón dâu đây.
Chào quê hương Thanh Hoa, chào rừng dừa gió đưa tàu la, chào Hàm Rồng Nam Ngã Kiên Trung. Gác lại đi anh bấy lâu hàng mong ước, cho em kịp lên đường cùng đội ngũ. Chia tay anh em thiền thùng che mũ, tàu rời ga em tạm biệt quê nhà. Em lên đây miền Tây Lệ Thủy, đồng Nam Tân giạt dày bom đạn. Những tên làng tên đất thân thương, anh biết không ngày đầu mới đến, quân phục mang không kích đến buồn cười. Giày buộc dây chưa biết thắt anh ơi. Không vững vàng như thở chân. Anh thấy em khen em chững chạc, không vùng về như thở trước chăn trâu. Bây giờ em là cô gái miền Thanh, bây giờ em là chiến sĩ. Đấy, áo gì? Cắt luôn. Người. Bánh 10 năm. Bé đi đám cưới à bé ơi? Rước dâu à, đi rước dâu à? Không biết trả lời cái mồm anh ạ. Đã cướp bến nhà gái nha mọi người nhá. Dạ. Nhạc hay to mọi người ạ. Đây là rượu để mà chuẩn bị lấy đồ với lấy cô dâu đây mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây, công tác chuẩn bị đón dâu đây mọi người nhá. Và lấy căn gà gối đệm đây. Đây đích thực là đám cưới của người Thái luôn mọi người, Thái Quan Sơn nhá. Rượu cả mấy chai liền. Đây đồ đây mọi người. Đoàn nhà trai đang đang uống rượu đây mọi người. Bây giờ 4 lon coca rượu đã sắp hết rồi mọi người nhá. Các rước dâu của người Thái thì khá là vui đấy mọi người. Thế đã hoàn thành việc uống rượu mọi người nhá. Tí chuẩn bị rước dâu về lấy đồ thôi. Tăng lấy đồ đây mọi người. Chuẩn bị rước dâu cho mọi người nhá. Cô dâu chuẩn bị về nhà chồng nhé mọi người nhá. Đây mọi người nhá. Đây. Các uống rượu xong thì nhà gái sẽ cho đồ đây mọi người. Đồ và mình sẽ cho đoàn gánh gánh nhé mọi người nhá. Theo phong tục của người xưa đấy. Okay.
Sau khi nhà gái đã cho rượu mọi người, thì bây giờ nhà trai được rước cả dâu và được đổ đạc các thứ, chăn ga gối đệm mọi người nhá, để chuẩn bị về nhà trai đây. Đấy, các bà mẹ bên nhà trai được của thì cười không ngất được mồm. Quá vui mừng mọi người ạ. Đấy, còn nhảy nữa. Ông phần bay quan nữa lên này. Sau khi giao đồ xong thì nhà trai nhà gái là nhảy giao lưu với nhau đây mọi người. Quá tuyệt vời. Mình chắc không cầm máy quay thì mình cũng phải vào nhảy đấy, nhưng mà đang mắc cầm máy quay mọi người nhá. Để quay cho mọi người xem. Nhảy đi nhà trai, nhảy đi. Đám cưới người Thái tuy là dân dã nhưng vui được cái vui mọi người ạ. Ê, cô dâu đã bước xuống thang đây mọi người. Máu đẹp bơn à. Đây, đoàn công tác nhà trai chuẩn bị đi về mọi người nhá. Đây, đồ với cô dâu các thứ là mình ở đây là gần đi bộ về thôi mọi người ạ. À, bây giờ tô bài quan của đấy. Ê, cô dâu người Thái đi về nhà chồng phải đội nón đấy mọi người. Đây là cả đoàn nhà trai và nhà gái đây mọi người. Chuẩn bị về nhà trai nhá mọi người nhá. Mình để quay được từng đoạn thôi, đi ra đường này có đoạn nào hay mình quay cho mọi người xem. Thôi đi nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây kéo cả loa kéo đây mọi người nhá. Quá là tuyệt vời mọi người ạ. Đây cô giáo chú rể đây mọi người nhá. Đây, công tác về nhà trai đây mọi người ơi. Quá tuyệt vời nha. Các bạn chịu vào không nhảy được nữa. Mệt lắm rồi. Nhà trai sướng rồi. Đây kéo cả loa kéo luôn mọi người ạ. Đi bộ thôi. Mà khát trái nhảy lại. Cái này không thiếu tên mà là đám cưới trên đường quê đây mọi người ơi. Quá tuyệt vời. Đây cả loa kéo luôn mọi người ạ. Vì hôm nay đám cưới là mình kênh của mình, nếu mà vì bản quyền cũng đành phải chịu mọi người nhá, vì có nhà đám cưới người ta kéo cả loa kéo đi luôn. Đây cầm cả hai máy. Đây cô dâu, đây cô dâu, đây chú rể khá là cao mọi người ạ. Cao, cao một mét tám mấy. Cầu thủ nó không chuyển đấy. À đội thủ kia hơi nặng, hơi đi nhanh đi. Đi tầm khoảng hơn 1 km đây mọi người.
Quá là ổn mọi người ạ. Nhà gái chăm sóc hơi kỹ mọi người ạ. Cho nên là anh em bạn bè là các cô bố các mẹ là say, gần như là say toàn bộ. Nhưng mà con đi bộ được là ổn. Đang chuẩn bị đón dâu đây mọi người nhá. Đây nhà trai đang công tác chuẩn bị đón dâu đây. Các bố các mẹ chuẩn bị đón dâu nhá. Và nhận thấy rằng chúng tôi là thấy rằng hình ảnh rất là đẹp của bên phía phòng nhà trai. Thế là chúng tôi chú rể cô dâu ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời tất cả các cụ các bà cô dì chú bác và các tới xóm thôn bản. Ê, nào về đến nhà đây mọi người ơi. Cô tăng dưỡng dâu về đến nhà đây nhá. Đây, chúng mình mang đồ vào nhà đây. Đây đây. Đây là được gọi là phái đoàn bên bên nhà trai đây mọi người. Mình toát hết cả mồ hôi đây. Đây mọi người nhá. Nhà trai đang vui tưng bừng lắm vì được cô dâu và được của nữa cơ. Đây nhà trai mọi người ạ. Phong tục của người Thái là phải mặc váy khi đi đón dâu à? Oh,
bác chuẩn bị đón dâu đây mọi người, gồm có chầu này với rượu với một đôi chiếu đây mọi người nhá. Bây giờ đón dâu vào nhà trai đây. Đây phái đoàn nhà trai đang chuẩn bị đón dâu với lại phái đoàn nhà gái đây mọi người nhá. Rồi bộ trưởng bộ khói đây. Đây mọi người ạ, chuẩn bị công tác chuẩn bị để đón khách với lại phái đoàn nhà gái đây. Đấy. Toàn những tay dao tay thớt đấy. Đây chính thức cô dâu bước vào nhà chồng nhá mọi người nhá. Giờ cô dâu đã chính thức thành cô dâu của hội nhà trai, thành con của hội nhà trai mọi người nhá. Đây được gọi là khi cô dâu về nhà chồng ấy, báo cáo tổ tiên đây mọi người, và cô dâu sẽ rót rượu cho các ông các bà. Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôi nhà trai. Chúng tôi chúc mừng quý vị đến với sản phẩm tất cả các bạn và đại diện cho các đại diện nhân viên của công ty. Chúng ta sẽ chính thức trở về với những mặt hàng mới để chúng ta sẽ được trong quy luật rất mời chào mừng chào những trà xanh những trà đẹp để chúng ta sẽ chính thức được trở lại với sự kiện hôn lễ thành hôn của chú rể mang tên Hà Hoàng sẽ rơi cùng với tận cô dâu Hà Toán. Ngày hôm nay thì gia đình nhà trai chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều những chú ngồi thật sự là đẹp. Chúng ta tiệc rước từ trà thịt trầu đã được gia đình nhà gái nhà trai chúng tôi đưa về bố trí chuẩn bị sáng thời. Nếu không tại đây một lần nữa tha thiết kính mời anh chị em và vẻ nam nữ thanh niên quý các quan tổng nghiệp các bậc chiến sĩ quý chúng ta sẽ vui lòng có mặt. Một lần nữa xin cảm kính mời đến tất cả. Xin cảm kính mời hai bên phía gia đình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau cả vui lòng ngồi đan xem ké đối diện nhau đúng không ạ? Để chúng ta sẽ tiện để trong thơ những câu chuyện. Xin cảm để chúng ta sẽ vui lòng ổn định công tác chỗ ngồi để chúng ta sẽ cùng trở lại với sự kiện. Kính thưa quý vị, trải qua rất nhiều những năm đời tháng trời, trải qua các đêm trăng hò hẹn dưới ánh trăng thơ, được sự chung tay đắp học hạnh phúc đẹp duyên từ hai bên phía gia đình, được sự đồng ý của chính quyền địa phương quê hương sở tại, ngày hôm nay chính là ngày lành tháng tốt, ngày mà thiên thời địa lợi nhân hòa, chính thức được cả trở về có mặt để chung vui trong sự kiện đại lễ thành hôn của chú rể Hà Hoàng, sánh xuân cùng với tân cô dâu Hà Toán. Và có lẽ rằng để trước khi bước vào chương trình chính của buổi hôn lễ ngày hôm nay, có lẽ rằng chúng ta sẽ cùng trở lại với phần tham gia biểu diễn văn nghệ đến từ đội văn nghệ đã định nhà trai chúng tôi đội văn nghệ của quê hương bản lời yêu thương. Giây phút này đây xin được kính mời các chị, các em trong đội văn nghệ chúng ta sẽ vui lòng tập trung trở lại với sân khấu chính để chúng ta sẽ có những làn điệu múa vô cùng đặc sắc, vô cùng tuyệt vời để gửi tặng đến hai và ca khúc cây đàn tính sẽ cùng nhau chính thức để cả gửi tặng đến quý vị khách quý. Giây phút ở đây chúng tôi một lần nữa xin được kính mời quý vị chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay thật to thật lớn để chào đón đội văn nghệ ngày hôm nay đã. Xin kính mời. Oh,
cầu em về làm sao. Làm sao nhà anh đằng sau đẹp xinh chẳng anh kiều áo có. Em cầu em về làm sao. Ở hàng đôi bên mà ngày vui vui anh đón em sang bên nhà. Em cầu em làm sao đại lý từ làm sao nét đẹp quê hương gì giấc quân đời sau. Nơi trên em hơi mềm mỏng, nước lắc khắp và xe. Bóng mưa nhịp hòa thắng, em về làm sao. Em cứ biết ấm lên, mắt cứ bao trắng. Anh mắt em lòng lanh, chắc chắn anh yêu thương. Thank you.
trong áo chàng sáng nắng nhẹ góp phên cô hắn thêm bỏ quên xây đắm anh thì tình ơi tiếng tiếng ở đâu non không bằng mình có ai đàn anh trong nhân sân lời du tiếng tiếng cha chàng sáng nắng nhẹ giấc mơ cô hắn thêm bài trao cho tiếng 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 bay xa một người đàn tiếng quê đây sao mà thương mà nhớ trên bằng tháng là người hai ngóc chờ thương ai mù lần đi gọi vàng thương vẫn từng câu thơ cho tiếng hát em buồn cho nhắn mãi mãi tâm lòng bao dung của mẹ như giọt nắng ban mai cho thiên nhiên bao nhiêu sao hay là chính quê sao mà thương thương như những cánh tay chân của cha như tâm lòng bao dung của mẹ như giọt nắng ban mai cho thiên nhiên bao nhiêu sao vô cùng tuyệt vời. Mời chào một trận trọng đấu cả mọi người là sánh duyên mọi người hạnh phúc cùng với nhau. Bởi lẽ rằng ngày hôm nay chú rể cầu sơ chúng ta được cả sự chung tay tác hoành phúc đẹp xuyên đến từ thân tộc đời ngoại từ hai bên kia gia đình. Một lần nữa xin cả kính mời chú rể thân mến dùng sự khéo léo của mình cầm con dao hạnh phúc lên đi ạ. Sẽ cùng nhau dành cánh tay trái của mình vòng sang ôm trọn lấy vòng eo của cô dâu đi ạ. Chưa được cắt bánh đâu ạ. Đúng rồi, xinh tươi thế này phải túm chắc lấy đúng không ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau nhẹ nhàng, cô dâu thân mến đưa hai tay của cô dâu lên tay chú rể đi ạ. Mỗi tầng bánh chúng ta sẽ được chạm rất là nhiều lần cắt vào. Xin kính mời ạ, tầng bánh đầu tiên dưới cùng nhất nhỉ. Tầng bánh đầu tiên ý nghĩa đủ đầy đó chính là cảm ơn những đấng sinh thành, những bậc làm cha làm mẹ, những người có công ơn sinh thành dưỡng dục ra chú rể cô dâu, là những người tạo dựng nền móng hạnh phúc vững chắc tương lai cho chú rể cô dâu. Chúng tôi cùng xin cả kính mời chú rể cô dâu di chuyển sang tầng bánh thứ hai đi ạ. Tầng bánh thứ hai với ý nghĩa đủ đầy đó là cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác và quân đội xóm khu phố thôn bản, các tổ chức khách quý chúng ta đã mất chút thời gian và gặp của mình để có mặt để trở về chứng kiến trong khoảnh khắc yêu thương hạnh phúc của chú rể cô dâu ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với đỉnh vinh quang cao nhất của tình yêu, đó chính là hôn nhân hạnh phúc và gia đình. Tầng bánh thứ ba mang tên chú rể Hà Hoàng sánh duyên cùng với tân cô dâu Hà Toán. Một tràng vỗ tay thật các bạn đàn vang lên để chúc mừng sinh nhật mình. Nhạc tổng hợp của nhà trai nhà gái mọi người ạ. Và mình cũng xin phép kết thúc video rồi mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video đám cưới tiếp theo nhá.